Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình làm món cánh gà chiên nước mắm. Đầu tiên mình chuẩn bị ký cánh gà cả nhà. Mình ướp gia vị xong mình để khoảng chừng 15 phút. Ướp bột nêm. Bật chảo mình chiên. Để cho nó nóng chảo rồi mình bỏ mỡ vô, bỏ vô ăn vào. Nóng chảo rồi cả nhà, mình giờ mình chế đồ vô ăn vô. Để vô ăn cho sôi. Cho mỡ xoay thịt xoay mình bỏ cánh gà cho mình chiên nha cả nhà. Để nó dùng rồi, cho nó chín rồi. Chúng ta muốn dùng gì cho nó cánh gà mau chín rồi này.
có thời gian chờ đợi mình chờ đợi cánh gà chín, mình qua mình bầm tỏi với ớt. Sáng tối quá chứ này tỏi, còn này là ớt mình xay sẵn rồi. Lóc vỏ rồi. Rồi bơm nhuyễn nghe như thế nào. Mình muốn tỏi nhuyễn thì mình phải ép cho nó nhuyễn ra nhanh hơn, mình bằng lâu dần. Mình chuẩn bị cái chén cả nhà, mình bỏ tỏi vô, tỏi mâm nhuyễn này thì ngồi tốt rồi đó. Còn ớt, ớt, tỏi. Thank you.
mình chuẩn bị thêm cái chén nữa. Cho miếng luôn. Khoảng tầm như đây qua. Rồi mình sau này sau mình chuẩn bị chút mình đây cái món này. Được. Được. Thì cho khoảng hai muỗng. Ba muỗng. Ba muỗng rưỡi. Khoảng ba muỗng rưỡi cái này. Rồi mình để đây chúng mình sẽ chiên cái gà xong cắm nó. Sau chuẩn bị mình là xong rồi đó. Rồi cái gà trứng rồi. Đúng không? Cái nhà thế nào đó. Nào cái gà đẹp không? Coi mình đẩy cái chung lại cho nó chín đó. Trong nó vàng ở ngoài nó sẽ nhìn màu đẹp. Mình đẩy nó chung lại cho nó chín nhanh. Ký cánh gà chiên với nước mắm nè, ớt tỏi sau chuẩn bị này, đường với muối nãy mình nói rồi đó. Chiên này mình không cần để lửa nhỏ gì chứ, mình cứ vặn lửa lớn nè, cả nhà thấy không? Trong thời gian chờ đợi mình đi uống nước. Mời cái nhà uống nước. Này là trà chè thanh nhiệt cái nhà, giúp để mát gan được. Quên đó, mình lấy cái dĩa chúng mình đựng cánh gà. Mình lấy cái này đựng, nó sẽ chảy mỡ ra hết.
trứng gà mình giúp trứng gà mình khô ngon. Cái này mình thấy màu đẹp không? Mình nhớ chở thấy giờ vàng là mình chở lại cho các bạn. Bây giờ mình chiên lúc nào màu nó có gì nè. Giờ mình bắt mắt. Mình để lớn lớn về cánh gà mau chín đó nè, mình làm chiếc chung á, thời gian mình lấy cho nó vàng nè. Rồi này chính là mình gấp ra, mình xếp ra đây chút nữa mình tính đó. Mình để cho nó chảy mỡ ra nè. Các bạn bỏ vô vậy các bạn chở lại cái nè, cho nó không bị dính chảo. Kí lô có 8 cái rồi đó nha. Tiếp tục để vô lại.
Rồi cánh gà mình để nó khô này cả nhà. Mở chảy dưới thấy chưa? Vậy cái này là đường với nước mắm này. Để cho nó tan này. Chút mình làm nha. Nào mình bài bộ mình làm suốt thời gian đẩy cái này nắp dung khoảng chừng 3 đến 5 phút là cái nhà mình dỡ thấy nó vàng dưới rồi. Vàng lớp kia là mình đảo nó nhanh lắm, đẩy nắp dung này mau chín nữa. Này đặc sản nè cả nhà, mình giới thiệu đặc sản mắm bồ hóc, mình mới ăn lần đầu tiên luôn, giờ mình thấy ngon lắm, cả nhà thấy không? Gia vị vừa ăn hết rồi. Có ai mà ăn mắm bồ hóc lần nào chưa? Nếu có rồi cho mình xin một lít, một like đi. Mình chiên cánh gà này mình nãy mình ướp chỉ có một tí hạt nêm mà như cả nhà, mình ướp xong mình bỏ khoảng 15 phút cho nó thấm, thấm mình chiên là nó gì đó vàng đẹp. Nếu mà mình thấy mình hay á, mình hãy ủng hộ kênh, có gì mình làm clip sau cho cái này. Này nó chưa được vàng đó. Nó vàng xong ở dưới mình không bị dính chảo. Mình đợi khoảng 5 phút. Thời gian chờ đợi bắt nhạc cho cái này nha.
anh tiếc cái công lao anh đào ao thả cá nuôi mấy năm trời người lạ tới câu ngỡ đâu giấc mộng nguyên đêm em vui duyên mới anh sầu từng con. Kênh mình là kênh Anh Hai Lúa. Cả nhà hãy đăng ký kênh và ủng hộ mình ha. Phương kết nối. Gà mình, cánh gà mình vàng, vàng đẹp không? Có nó vàng nó thịt cơm không? Mà nằm lúc dung lại cái này tính như này. Cái gà mình giờ nó chín rồi nè, mình để cho nó vàng vàng nữa là được.
chuẩn bị cái chén của mình đựng mỡ dư. Bây giờ ăn mình chiên dư ra, lấy cái chảo này mình chiên lại nước mắm. Mà thế nào là ngon, mình lắp ra mình bỏ đây luôn đi. Con gái là bao giờ ăn rồi. Thì tắt bếp đi. Mình cho đổ dầu ăn dư qua đây nè. Cho chén. Chờ ăn mới ra cả nhà. Xong rồi mình bật chén ớt với tỏi hồi nãy mình chuẩn bị nè, đổ vô sao qua. Xào lên cho tỏi nó vàng, nó vàng vàng á, nó thơm lên rồi cái mình lấy chén nước mắm nãy mình chuẩn bị nè. Vậy ra mình đổ nước mắm vô, cái này lúc này mình quan trọng là mình tắt lửa nhỏ, dặn lửa nhỏ ra cả nhà để không nó khét hết, mình thắng lên cho nó sôi. Nó sôi lên gì nè các bạn, thấy không? Mình bỏ cánh gà vô. Cái cánh gà mình bỏ vô. Này mình chiên gà nhiều cho nên mình để nước nhiều cho nó thấm vô kìa. Cái này nó thôi nó rút nhanh lắm. Mình bỏ cái gà vô chút xíu nữa rút hết rồi. Mình bỏ vô mình chở qua chở lại cho nó phấn. Cả nhà thấy nó sánh lại không? Để đây cho nó khô khô nước rồi cái mình gấp ra. Nó sạch rồi. Cái này là mồi nhậu mà gì cũng bén lắm cái nhà. Nãy này mình làm ăn cơm. Thời gian mình ăn cơm xong mình đi làm nữa rồi. Mình cho lửa lớn lớn lên đây nè, cho nó sánh lại nhanh. Đảo chảo này cho thấm mấy cái cánh gà trên nè, thôi nó dưới không à. Hãy
thơm nức mũi luôn nè. Giờ nó đã khô rồi nè, thấy chưa, còn dầu ăn thôi nè, mình tắt bếp đi, sau chuẩn bị mình gấp tất cả rồi để vào nè cho nó ráo, nó không bị dầu ăn á. Nhưng mình để trong cái dĩa nó sẽ không dễ, ba cái dầu ăn nó còn á, mỡ lắm, ngán ngán. Còn ba cái này nè, mình lấy cái giá sạc, cái sạc mình vét cái này coi nè, ba cái tỏi á mình vét lên. Rồi, mình hoàn thành cánh gà chiên nước mắm. Thấy chưa? Thành phẩm của mình ngon. Mình ăn cơm với nhậu bá cháy luôn đó nè. Mình ăn thử miếng nè. Chắc cái giờ này nóng quá nha. Nóng, nóng quá. Nóng quá. Ngon quá cả nhà ơi. Nó cay. Nếu ai ăn ít nhiều thì để cay nha. Còn ai ăn ít ít mày cả nhà. Quá ngon, vừa ăn luôn cả nhà. Thôi chào cả nhà tạm biệt ha. Chúc cả nhà một ngày thật vui vẻ.